confidence and the excitement with which they spoke about what they were doing and what this had enabled, not just themselves, but their children and their community to be able to have. And for some of them also, how this has changed their relationship to their husbands and with their families. It was very, very heartwarming and very interesting and extremely important, I feel. Trước kia tôi là phụ nữ, trước kia thì làm nhà nông thì rất là vất vả, không có tiền, sống về phụ thuộc vào chồng con. Nhưng bây giờ nhờ có nguồn vốn tôi vay được về, tôi tự quyết định nuôi lợn, nuôi trâu, nuôi bò làm trang trại để tăng thêm thu nhập, không phụ thuộc vào đồng tiền của chồng con nữa.